Tôi là Đình Toàn và chào mừng quý vị đang đến với sàn đấu ngôi sao. Và ngay bây giờ, Đình Toàn mời quý vị cùng chào đón bốn gương mặt nghệ sĩ sẽ đến với chúng ta trong đêm nay. Xin mời. Diễn viên Lê Minh Dũng, diễn viên Giao Huy Su Su. Diễn viên Phi Hạc, MC Lê Đình Minh Ngọc. Hey. Hey. Ủa, chị là ai vậy? Đó, lộn. Về. Đi đâu vậy? Ở ngoài sao tối thui luôn, tự nhiên nắm tay kéo đi, trời ơi. Thấy gái đẹp là mê. Rồi bây giờ ra đây là mình trở thành đội chưa? Dạ rồi. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là xuôi dòng cửu long. Vậy thì ngay bây giờ cho Đình Toàn một cái tên về đội của mình. Bên đây là Hạt Ngọc, là hạt gạo luôn đó. Là, vậy là bây giờ mình lên tên là Hạt T hay là Hạt C? Dạ. T. Tên em là Hạt C hay Hạt T? ST25. Rồi đồng ý. Hạt Ngọc. Đội Su Su mình sẽ là. Sau khi mà nghe bên bển đặt một cái tên ý nghĩa quá trời thì bên em muốn là để đội không tên. Tại vì tụi em giống như mới vô là tụi em thấy thua trắng rồi đó. Vậy nếu tên tụi em ráp lại thành cái gì? Tụi em sẽ chọn cái tên đó là Gái Quê. Gái Quê. Tại vì vậy nè, mình về miền Tây, cái đầu tiên mà điểm nhấn đó là những cô gái quê. À, lỡ mà trong đêm nay tụi em có thua thì tụi em cũng đỡ quê. Rồi, như vậy là chúng ta có hai cái tên, Hạt Ngọc và Gái Quê. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình quyết định đội của Hạt Ngọc sẽ là đội thi trước. Em không, kính lão đắc thọ đi em, tụi em thi trước đi. Chị hay chưa? Thôi, vậy thôi, Gái Quê mình thi trước cho đỡ quê đi cưng. À. Thôi, kêu chơi, biết sao giờ chơi. Đây là đội Gái Quê, sẽ là đội bước vào vòng thi đầu tiên. Và bây giờ, chúng tôi xin được chào đón quý vị cùng đến với sàn đấu ngôi sao ở vòng đầu tiên, Ngôi Nhà Của Sói. Chào mừng quý vị đang đến với vòng đầu tiên, Ngôi Nhà Của Sói ở lượt đấu đầu tiên với luật chơi như sau. Vòng 1, Ngôi Nhà Của Sói. Mỗi đội phải lần lượt trả lời 3 câu hỏi bằng cách đi đến mở cánh cửa tương ứng với đáp án mình chọn. Trả lời đúng được cộng 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Nhưng người chơi phải chạy thật nhanh, nếu sói bắt được thì đội đối thủ sẽ được cộng 20 điểm. Và bây giờ, chào đội Gái Quê, lắng nghe câu đầu tiên của các em. Đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, giang xa xa thốn câu ca hò lơ. Về nhớ ghé sông răng, nghe điệu lầm thôn, du ghé đình, như tình cảm gần gũi mình. Su Su, hồi nãy tới cái đoạn nhớ anh em. Thái độ vậy là sao? Hồi nãy lúc mà nhạc vừa mà phát tới cái khúc mà cắt á, các em nhớ. Cái em cười lên, cái tự nhiên quên mất tiêu rồi. Vậy thì đây là một đoạn nằm trong ca khúc Hành Trình Trên Đất Phù Sa, sáng tác Thanh Sơn. Hãy cho biết từ còn thiếu, cái từ mà cái chỗ mà em làm thái độ đó là từ gì? A. Tây Đô. B. Quê Em. Đi trước. Rồi, Su ra đây. Rồi. A là Tây Đô, B là Quê Em. Quê Em. Phải suy nghĩ thiệt là kỹ. Bây giờ em mở cái cửa sổ được không? Được, có ở trên kìa. Em tới không? Không. Không đâu, chắc khó ra, khó lắm. Bỏ đi. Đừng có cố gắng. Dạ, em quyết định chọn đáp án. A. Mở. Đúng, hết hồn rồi chứ. Tôi không vui khi bước ra đây nha. Tại sao? Tại sao công chúa? Tại vì bước ra là bên này có điểm. À, chính vì vậy không vui. Vô đi. 20 điểm đầu tiên cho đội Gái Quê. Câu thứ hai, trong bài hát Áo Mới Cà Mau, hãy cho biết nhạc sĩ Thanh Sơn đã dùng tính từ nào để thể hiện tính cách của người Cà Mau? A. Dễ thương. B. Đáng yêu. Bước vô liền, nó dễ lắm quý vị ơi, trời đất ơi. Người Cà Mau. Cái gì? Phải không? Nghe lời. Hết rồi. Trả
Nhất là đi qua, đi qua. Vậy là bắt được chưa? Vậy là bắt được rồi đó. Trời, thấy chưa? Té xuống là bắt được rồi đó. Trời ơi trời. Vậy là vẫn bị bắt hả? Và đáp án chính xác đó là đáp án A, dễ thương. 20 điểm cho đội sói. Và bây giờ là câu thứ 3. Mời nghe nhạc. Mẹ là mẹ phương Nam, tấm lòng ngọt ngào bao dung. Sẽ ghi trên cơm gói mì, dấu ngày mai chẳng còn gì. Cái đĩa chương trình bị nhão một đoạn rất là dài nha. Mà bây giờ em nói thiệt luôn á, bây giờ chương trình mình cứ phát hết cái bài này đi, em cũng không biết gì đâu. Đây là một đoạn nhạc nằm trong bài hát Mẹ Cửu Long, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Hãy cho biết câu còn thiếu trong đoạn vừa nghe là trời gì? Yên tâm, anh có hai đáp án. A, suốt đời tảo tần đảm đang. B, sống đời giản dị thủy chung. Cứ tin theo lý trí của mình đi anh, thế nào thì cũng sai hả? Tại vì chưa nghe bài này lần nào mà. Cái câu này có trí đâu mà lý trí. Đâu vô đi, cứ vô đi. Giờ đi. Rồi bây giờ em chọn A hay B? Từ cái nút khóa đền thêm. Và đáp án chính xác là đáp án B, sống đời giản dị thủy chung. Thật ra đã bắt được xu rồi đó, nhưng mà bị văng ra, bị đẩy lại vậy đó. Bắt lại đi anh. Khổ ghê không? Và cuối cùng thì sao? Sói vẫn không bắt được. Rồi, hai bạn về đây. Kết thúc vòng đầu tiên, đội gái quê, các bạn đang có 20 điểm. Hạt Ngọc, mình cũng có 20 điểm. Wow! Cả hai đội đang bằng điểm nhau và số điểm đó sẽ thay đổi ở lượt đấu tiếp theo. Chúng ta đang đến với lượt đấu thứ hai của ngôi nhà của sói và chúng ta có sự thay đổi rồi. Chắc là bây giờ chắc chắn sẽ là lượt chơi của Lê Đình Minh Ngọc với lại Phi Hạt nè. Bên đây Su Su không có vui. Chương trình ơi, mình làm móng giùm em được không? Cái móng của em nó không có đều, một cái thẳng một cái bên hông thì làm sao mà em vô được người ta? Thì coi như em vô chỗ nào cũng dính đúng không? Còn bé Nam em làm gì đây? Em làm hoàng tử nhưng mà không biết là đã hoàng tử dữ chưa, không biết. Khó tin dữ lắm tao. Quý vị ơi, hoàng tử của chương trình khó tin thật sự. Rồi cứ như thế nào ý. Rồi vậy thì bây giờ mời hoàng tử và sói các em vào nhà. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe. Trong ca khúc Em Về Miệt Thứ, sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, có nhắc đến xứ Cạnh Đền. Hãy cho biết xứ Cạnh Đền thuộc địa phận 3 tỉnh nào ở miền Tây Nam Bộ? A, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng. B, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Anh đàn ông anh vừa nên trả lời câu này trước. Ý bậy. Sao có khó có đứa anh không vậy trời? Rồi. Em Về Miệt Thứ, các bạn biết ca khúc này không đã? Lạ quá luôn á. A, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng. B, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Chọn A hay B? B. Ủa sao cứ ngắt vậy? Vậy là cửa chưa mở. Cửa chưa mở, chưa mở hả? Trời ơi, em bị rối loạn thần kinh lo âu đó. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Em gặp hoàng tử là đúng hoàng rồi. Hoàng tử là đúng rồi. Ủa vậy là mình quay làm cái gì đâu mà. Mà cho xác định lại nha. Trong nhà tôi là cái móng không có vịn được cái cửa. Không có ai giữ lại hết trơn á. Kéo hoài không ra gán chiều. Không có làm cái gì hết mà đổ thừa. Vậy là con sói chưa cam tâm. Vô nhà. Vô nhà. Gia đình dạy dỗ nhau lại. Và thêm 20 điểm cho đội Hạt Ngọc. Yeah. Chúng ta đến với câu thứ hai. Trong bài hát
về miền Tây, sáng tác Tô Thanh Tùng. Hãy cho biết chuyến hành trình về miền Tây bắt đầu từ tỉnh nào? A. Long An, B. Cần Thơ. Xin em đi. Câu này em biết thiệt. Biết thiệt. Em xin lỗi chương trình, em biết thiệt. Bây giờ thật ra câu hỏi nó cũng quan trọng. Dạ. Cái câu chọn lựa của em thôi, A hay B? Em nhớ là Cần Thơ. Cái này cái chân nó xuống tới đầu gối em lận, không biết sao chạy luôn nè. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mơn mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Nó giận rồi. Ông bị thất nghiệp nãy giờ. Giận rồi kìa. Thấy tội nghiệp nghe không? Và đáp án chính xác đó là Cần Thơ. Này em quên mà không nhắc em luôn á. Giận. Thôi cho giận luôn đi. Em vô đi, kệ đi. Kệ đi. Coi như ba đứa mình chơi thôi, kệ. Bỏ nói đi. Rồi bây giờ chúng ta đến với câu thứ ba. Mời xem clip. Ai đến nơi đây xa rồi, lòng luôn nhớ mãi. Nhớ người miền Tây, gian nan mưa nắng hai mùa. Nhớ canh rau muống bữa cơm chiều, tô cà dặm tương. Hãy cho biết câu còn thiếu trong đoạn nhạc các bạn vừa nghe. Trời ơi. A. Nhớ khói xương lam, mái nhà tranh, vách lá cột siêu. B. Nhớ bến sông quê, nhớ hàng câu, bờ đê lũy tre. Trời ơi, chết tôi luôn á. Mời Phi Hà. Câu này á, thật sự là em không biết. So, bản lĩnh á, gõ cửa đi là chơi với anh. Nó ở giữa cái đường nào mà véo. Cho giữa. Thôi, nào, A hay B, nhánh nào. B. Bỏ chỗ. Hồi nãy giờ không tâm ra. Thôi rồi. Tại sao hồi nãy giờ không cho tôi xuất hiện? Ra có một lần là bị trừ lương biết không? Bộ bóng đâu, xô bộ bóng ra. Làm đi đủ 1 tiếng cho nó. Thôi, lên đây. Và đáp án chính xác đó là đáp án A. Nhớ khói xương lam, mái nhà tranh, vách lá cột siêu. Kết thúc vòng đầu tiên, đội Hạt Ngọc các bạn đang có 60 điểm. Và Gái Quê các bạn đang có 40 điểm. Ủa chơi nãy giờ mà thua hả? Thua đó. Thua 20. Mới kỳ vậy? Yên tâm. Chưa gọi là thua, chỉ là một sự khởi động thôi. Bởi vì chúng ta còn vòng 2 nữa. Một vòng đặc biệt mang tên Đặt Cược. Chào mừng quý vị đến với sàn đấu ngôi sao ở vòng thứ 2. Vòng Đặt Cược. Vòng 2 Đặt Cược có 5 câu hỏi. Trước mỗi câu hỏi, hai đội chơi phải bấm chuông để giành quyền đặt cược. Trả lời đúng được cộng thêm số điểm bằng với số đã đặt cược. Trả lời sai sẽ bị trừ số điểm đặt cược. Và đội đối thủ được quyền trả lời. Trả lời sai không bị trừ điểm. Trả lời đúng được cộng số điểm mà đối thủ đã cược. Và nhớ, đặc biệt là chúng ta sẽ sau từ hết của anh Toàn thì các bạn sẽ bấm chuông để giành quyền đặt cược. Đấy nha. Giờ chúng ta có 5 câu hỏi và sau từ hết của anh. Hay quá xuống. Rất lành. Hiểu kịp vấn đề chưa? Dạ, hiểu rồi. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ câu đầu tiên, bên mình định cược bao nhiêu điểm? Cái vòng đầu tiên em cố gắng lắm, em nỗ lực lắm, em bao nhiêu sức lực em dành ra hết luôn mà em lại thua 20 điểm, em cũng không hiểu tại sao luôn á. Thì đây là điều để em gỡ lại. Nhưng mà có một điều nó an ủi em. Chương trình đã để sẵn cái cúp ở đây cho em. Làm như nó có một cái điểm gì đó. Cho dù một lát tụi em có thua thì bây giờ làm ơn chụp màn hình lại giùm tụi em một cái đi quý vị khán giả. Nhiều khi mình cầm rồi lát không được cầm nữa đấy em. Đặt cược bao nhiêu điểm? Mình đặt 20 điểm. Hợp lý, 20 điểm, đồng ý. Và mời xem clip. Bạc Liêu đốt tiền ngẫu trưng tỏ ra mình giàu.
hãy cho biết đoạn nhạc vừa nghe nằm trong ca khúc nào. Trời ơi, trời ơi, thật trời. Mà tự nhiên kêu coi liếp. Em ngồi em điếp mấy cái bông màu đỏ, coi là có bao nhiêu bông màu đỏ hay là bao nhiêu bông màu vàng. Ai mượn. Ngồi điếp không có nghe nhạc thì bài đó bài gì còn không biết đó. Trời đất ơi. Bốn. À, bài à. Ba. Công tử Bạc Liêu. Hai. Một. Hết giờ. Đáp án là Công tử Bạc Liêu. Chúc mừng các bạn mất 20 điểm. Cơ hội dành cho đội em. Có đáp án không? Nói đại đi. Giấc mơ Bạc Liêu. Giấc mơ Bạc Liêu là một đáp án vừa đặt. Sai. Sai hoàn toàn. Và tên của nó đó chính là Hoài Cổ. Trời ơi. Hoài Cổ. Thật ra bài này mọi người sẽ nghe nhiều, nhưng mà để tên Hoài Cổ thì mọi người sẽ ít, đúng không? Hoặc là bài Công tử Bạc Liêu ví dụ như em vậy đó. Thì là có Công tử Bạc Liêu, lẽ ra đặt Công tử Bạc Liêu là hay. Hết. Ủa? Còn bao nhiêu vốn chơi hết? À không. Ủa mình chơi hết rồi. Mình chơi mình thua là rồi là hư luôn. 10 điểm thôi. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Mời xem clip. Xem clip nữa. Không, không nghe, xem. Lời ai ca dưới ánh trăng này, rừng nước mênh mông đêm gian hào chợt thương nhớ ai. Ngày ấy ra đi con sông buồn tìm một dòng trôi. Đây là ca khúc Đêm gành hào nghe điệu Hoài Lang. Hãy cho chúng tôi biết bài hát này do nhạc sĩ nào sáng tác. Em suy nghĩ trong đầu là một cái diễn cảnh đẹp đẽ lắm. Em sẽ kiểu là mình ra vẻ đó. Trời ơi, tôi biết bài này Đêm gành hào nhớ điệu Hoài Lang nè. Cái ai về hỏi tác giả. Và em mới hỏi là đêm gì? Đêm gành hào. Đêm gành hào nhớ điệu Hoài Lang. Giờ gợi ý nè. Gợi ý. Bốn chữ. A. À. Nguyễn Vũ Đình Toàn. Cái rồi. Đất sao biển. Hả? Cái gì vũ đức sao biển? Đúng rồi. Vũ đức sao biển. Đó là một đáp án chính xác. Ôi ơi, trời trời. Chúc mừng các bạn có được 10 điểm nữa là 30 điểm. Hay quá chị trời. Thời tới rồi. Và bây giờ chúng ta đến với câu thứ 3. Hết. Ai đồng ý. Mình đặt cược bao nhiêu điểm? Gọi ra số cược luôn nè. Gọi số cược đi con. Hai. Số gì ra rồi cờ ra mà con mấy con mấy gì ra. Ô kìa như cô thắm con bắt năm mới xa mới về. Dáng người xinh sao xinh quá trong ngấn ngơ đám trai làng ta nè. Ngày nào có dây nháy tiền mà ngày nào tung tăng khắp miền mà. Giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên con 20 nguyên. 20 điểm quý vị. 20 điểm đúng không? 20 điểm. Rồi và mời nghe nhạc. Bạn hãy dự đoán đây là ca khúc gì? Xin được phép tuyên bố dõng dạc, đây là một bài hát rất quen thuộc, đó là Sóc Spy Sóc Trăng. Mời nghe đáp án. Đúng không đây, đúng không nghe. Trời ơi đúng quá nè. Người dân đã bát ngọt đời con. Thôi mình vẫn hơn, mình vẫn hơn. Mình đi về đi không sao. Nhưng mà anh phát hiện ba câu vừa rồi đội Hạt Ngọc dường như là các bạn chỉ đứng và ngắm cảnh hay sao á. Bị lớn tuổi á, nó bị rung. Sao chơi với đội lớn tuổi mà nãy giờ không nói tụi em sớm. Chơi đi. Hết rồi chị trời ơi. Người lớn tuổi em ơi. Rồi, hay quá. Giỏi, cảm ơn hai con. Lên đây. Cảm ơn hai con đã nhường nghe. Số điểm bây giờ đang là 50 thuộc về Gái Quê và 60 về Hạt Ngọc. Bây giờ mình lắng nghe phần hát lô tô để biết số điểm đặt cược. Nắng cũ bên làm chiều, nghe ngô ngang tiêu điều miền hạ dưới tay liêu. Cha em bắt em lấy chồng mà người chồng chẳng có tình thương, nên em quyết đi vô chùa đành chôn lặng mối duyên tình căm còn 15. Tài lanh sao vậy? Ủa người ta là 10, 20, 30, 40, 50. Mình có coi lượt trước khi mình tới đây chưa? Bây giờ 10, 20. Em quyết định 10. Không, bên đây không đồng ý là không có chơi tiếp. Kệ xù chấp luôn. 10 điểm, đồng ý. Trời ơi. Lắng nghe câu hỏi. Trong bài hát Điệu Buồn Phương Nam có nhắc đến một con sông. Hãy cho biết
con sông đó là sông gì? 5 giây dành cho đội bạn. Nào, đáp án của bạn. Vàm cỏ tây. Đâu ra? Ủa phải không? Không. Nè không phải nha, em bỏ nha, em nói giỡn á. Là hết giờ rồi, các bạn cũng phải chốt một đáp án thôi. Vàm cỏ tây. Và các bạn bị trừ 10 điểm. Bên mình có đáp án không? Không, không có đáp án luôn. Nhưng mà cũng vẫn trả lời. Đúng rồi. Nói đi, nó xong. Xong à, sông Hậu. Sông Hậu Giang. Mời nghe đáp án. Đáp án chính xác chúng tôi là sông Cửu Long. Và cả hai đội đều không có đáp án đúng. Nhưng hiện nay chúng ta đang có số điểm bằng nhau, là mỗi đội đều có 50 điểm. Và bây giờ chúng ta đến với câu cuối cùng. Mình cược bao nhiêu điểm? Ai bây giờ á, chơi lớn này cược 50 điểm luôn. Đồng ý. 50 điểm. Em... mời nghe nhạc. Em giỡn. Xong rồi đấy. Chúng ta vừa nghe bài hát Bài ca đất phương Nam. Hãy cho biết từ còn thiếu trong đoạn nhạc là gì? Đáp án thì em xin phép được trả lời. Đó là câu Huyền ai xuôi phương Nam. Chắc chưa? Nó gần gần thôi chứ nó không chính xác. Chúng tôi cần sự chính xác. Anh có hơi đọc Huyền ai xuôi phương Nam. Huyền ai xuôi phương Nam. Đáp án của các bạn nếu có là gì? Mùa sao dưới phương Nam. Cái gì? Lê Đình Minh Ngọc nhanh. Vô cái chấm đi. 5, 4. Buồn sao vô phương Nam. Không. Buồn sao vô phương không. Nam. Và chúng ta nghe đáp án của chương trình. Còn đâu đây tiếng gió ngựa vịt mà ngỡ con bao vô sông mơ xa. Vì đó sao tiếng nhạc theo chiều. Buồn sao vô phương Nam thiếu bạc theo thủy triều. Dẫu trải qua hàng trăm dặm tô. Qua bao cuộc mê vô. Mãi chẳng cho đời bài tình ca. Mình vui không? Dạ, dạ vui. Đúng đâu mà vui. Ủa? Buồn xuôi vô phương Nam đúng rồi. Buồn ai xuôi phương Nam đúng không? Buồn xuôi vô phương Nam mới là đáp án chính xác. Bên đây là thuyền xuôi gió phương Nam là sai rồi. Và kết quả là đội Hạt Ngọc, các bạn vẫn giữ được 50 điểm của đội mình. Và đội Gái Quê thật sự quê là bởi vì chúng ta chỉ còn 0 điểm. Cái cúp hồi nãy đó anh đã nói rồi, hiểu không? Mình cầm rồi thì bây giờ mình không cần cầm nữa. Cơ hội cho đội bạn. Chúc mừng đội Hạt Ngọc. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì sàn đấu ngôi sao khép lại. Chúng tôi gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát sóng tiếp theo.